Good morning các bạn. Welcome back to California. Hôm qua đi về công nhận rất là lâu, chờ đợi ba chuyến bay, hai phi trường tới Vancouver rồi tới LAX rồi Los Angeles rồi mới về tới San Jose. Về tới nhà thì mệt đừ luôn. Không có mình trên đường về mình thâu rất nhiều khúc video mà mình không có nói chuyện được nhiều, với lại linh tinh lung tung, với lại chắc mình khó mà get film edit đó. Để rồi rảnh mình sẽ làm cái khúc đó post lên cho các bạn xem. Hôm nay thì mình chạy ra chợ mua chút đỉnh đồ ăn đặng chiều tối nay ăn rồi nghỉ mệt thôi, giặt đồ rồi soạn ba cái đồ linh tinh, cất mấy cái vali đi đùm lum hết trơn à, cho nên cũng hơi bận. Cho nên có thể chiều mát thì mình đi bộ tán dốc sau. Tóm lại đi chơi cũng vui, mà các bạn đi biết đi vacation rồi về tới nhà mình thấy rất là đã luôn, thấy ngủ cái giường của mình á. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi mới tỉnh táo đi ra chợ đây. Bảo chắc mua chừng chút đỉnh đồ đặng ra ăn tối nay thôi, mai làm gì thì làm chứ còn cũng hơi mệt. Mệt mà cái kiểu mệt vui á, biết không? Đi chơi về đã quá vui. Giờ lại nhìn Cali quen thuộc của mình. Công nhận ở bên Ottawa cây cỏ nó rất là xanh, mùa hè với mùa thu nó sẽ đổi màu đẹp lắm, để mình sẽ trở lại đó. Bây giờ dự định thì chưa biết ra sao, tại mấy đứa nhỏ mùa thu thì mấy đứa nhỏ cũng còn đi học và cũng ở bên đây lễ lọc tùm lum hết à, cho nên chúng chưa biết sao mà dự định đi được nữa. Tóm lại ngày hôm qua cũng rất là hên. Mẹ mấy đứa nhỏ mướn chiếc xe ở Toronto rồi mình lái xe lên Ottawa. Thì tưởng là tới trên phi trường thì thường mấy cái rental car nó trả đó, mà xe không có nói rõ ràng hay sao trong cái đơn mướn rõ ràng là mình phải trả lại ở Toronto, cho nên đến lúc khi ra phi trường rồi chuẩn bị cũng 1 tiếng rưỡi đằng mình làm giấy tờ thủ tục này nọ đó, nhưng mà tới nơi thì không có thấy văn phòng chỗ mướn xe. Quảng hồn mới gọi phone hỏi thì nói, tụi nó nói bắt phải trả lại Toronto. Chết rồi, nói cái điều này là xong rồi, nói thôi bây giờ phải ba cha con tôi xuống à. Bây giờ mẹ mấy đứa nhỏ phải lo trả xe đi rồi tính được sau đó tính, rồi cuối cùng thì nếu không thì đi bay về sau chịu thôi, trả tiền phi, tiền phạt, tiền phi gì kể. Thì bắt buộc vậy thôi, đâu biết sao giờ tại cái chuyện nó xảy ra. Nhưng mà đến khi mình vào mình check in thì chuyến bay nó bay trễ 1 tiếng rưỡi luôn. Rồi xì không đó, xì giải quyết được là phải chạy đến chỗ khác trả cái xe, không có trả được ở phi trường, ra tới chỗ đó rồi xì đi lạc rồi kẹt xe buổi sáng đi làm mà. Rồi cuối cùng tại vì nhờ chuyến bay nó bị trễ 1 tiếng rưỡi cho nên xì trở lại đúng kịp lúc. Quá trời hên, cho nên nó bay về luôn. Rồi bay về tới Vancouver thì trên đường bay đó mình cũng ngồi ngay cửa sổ mình quay rất nhiều khúc phim nhìn đất nước Canada quá rộng rãi, giống như nước Mỹ, không có ai ở giữa cái khu mấy cái thành phố là không ai ở hết trơn, trời rất là to lớn vĩ đại.
nhất là mình nhìn nhìn ở ở Ottawa nhiều, rất là cả ngàn cây hồ luôn, trên máy bay nhìn xuống hồ hồ sông nước thì quá chừng. Xong rồi đi càng về miền Tây thì giữa đó thì đồng bằng khô khan, nhất là ở Edmonton này nọ đó, không có gì hết trơn. Xong rồi tới gần tới miền Tây thì bắt đầu thấy núi non. Tại vì dùng cái vùng Rocky Mountain ở bên Mỹ với Canada đó, rồi vô Vancouver thì cũng rất đẹp. Rồi mình cũng có cái ý nghĩ là mình sẽ đi Vancouver, tại vì Cali mình lên Vancouver thì ngắn hơn, bay nghỉ chừng 4 tiếng đồng hồ hay là 3 tiếng à. Yeah, 3 tiếng đồng hồ là cao, không tới nữa. Yeah, xong rồi tới đó là cũng delay nữa, mỗi một chuyến bay nào nó cũng delay từ nửa tiếng đến tiếng đồng hồ hết. Về tới San Jose là 11 giờ. Coi như đi hành trình là cả trên 16 tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Quá xa. Quá lâu chứ không phải quá xa. Anyway, tới chợ rồi mình vô mình mua đồ chút nha các bạn. Tạm chào, bye bye. Về Mỹ rồi nhưng mà muốn tìm coi có cái Canadian beer ở đây không? Mình Mỹ thì sao ít nhập. Bia như Canada quá vậy. Không có, bên bia Mễ. Bia Mễ nhiều. Ngay bên đây. Bia Mỹ. Bia Hawaii. Flat Tire. Không có bia Canada ta. Nhỏ thế. Nhân Mỹ không thích uống bia Canada hay sao vậy? Dạ không có. Thời tiết ở Cali này quá tuyệt vời ha. Không có một mây gì hết. Chỉ có cái nhìn lên núi thấy vàng khè. Không có xanh tươi như bên Canada. Nhưng mà thời tiết thì rất là mát mẻ, không có nóng nực. Trở về Cali mình nhìn những gương mặt ở đây, người gọi là Á Đông nhiều nhất nói cái khu mình đó. Ngày xưa mình nghĩ người Ấn Độ đây di cư tới khá đông nha, ai ngờ khi mình đến Mississauga hả, ở đây không bằng gốc nữa. Ôi giời, mình đi đâu ngoài đường mà quá trời người Ấn Độ ở bên đó. Ở đây thì chỉ có cái khu mình đây là những người làm trong khai thác mới di cư qua thì cũng khá đông, nhưng mà không có đông bằng ở bên đó, mà nó quá trời. Người Muslim cũng rất nhiều bên đó luôn. Ở đây người Tàu với người Việt, người Hàn ở đây thì đông. Anyway, thằng con với con gái đang ngủ chưa thức dậy nữa, mình về mình sẽ làm good old hamburger cho con trai. Rồi con gái thì có mua cho nó rau với nó kêu bà nội nó nấu cho nó một nồi cháo bách thảo, thịt heo bách thảo, nó thích ăn cái món nó ngộ. Lại cái nón của con gái tặng. Nó kia tạm thời cất đi. Nhìn chung quanh vùng của mình đây là mấy cái núi nó bị vàng khè hết rồi, bị mùa mình như mình nói là mùa hè ở đây là cỏ nó cháy vàng luôn, không còn cây cối thì lưa thưa không có nhiều như bên Canada thôi. Mình tưởng mình nói xứ lạnh cây cối nó sống không nổi chứ ai ngờ nó sống có cái loại cây sống mùa lạnh nó sống hay. Với lại mình nhìn thấy nhiều rất nhiều loại thông, thấy thích dễ sợ luôn, nhiều loại thông. Đây chỉ có vài loại cây thông, như nhà mình có vài cây thông có một kiểu à. Còn bên Canada quá trời loại thông. Mình nhìn ít nhất cũng 5-6 loại. Núi chốt đỉnh này nha, thấy chán lắm, vàng khè.
chỉ có vài cây nó sống được ngay mấy cái khe nước, còn bao nhiêu là nó chết hết, cỏ không. Xong cái mùa mùa mưa được vài hai ba tháng gì đó cái là nó mọc xanh lại rồi thôi. Vừa rồi là mưa nhiều lắm á, mưa như đến cuối tháng 4 mới cuối tháng 5 tháng 4 gì mới hết mưa. Nhưng mà cỏ nó cũng rất là nó chết rất là nhanh, nhìn lên núi này, vàng khè hết à. Ra chợ lúc nãy mua hết 5 tờ vé số. Hy vọng trúng số đi du lịch cho đã, đi first class ngồi cho nó thoải mái phải không, chứ còn ngồi ở dưới coach với lại chờ đợi mệt quá chừng à các bạn. Nhất là tính tính đi save tiền á, gọi là tiết kiệm tiền đi đi cho tới 3 chuyến bay mới về nhà, chứ coi bay direct cho nó khỏe. Mình ngồi mấy cái chiếc khoảng hàng đầu ở trên á, không phải first class, nhưng mà không có kiểu first class như Boeing 747. First class chỉ là rộng rãi thôi á, thấy họ đem khăn nóng ra cho người ta lau mặt này nọ rồi mình mới nhớ lại. Hồi xưa mình nhớ mới qua Mỹ á, là lên máy bay là từ từ Hồng Kông bay qua Mỹ là nó đưa cho khăn nóng rồi hết, đã lắm. Rồi meal là free, chỉ có bia rượu mới là chỉ tính tính tiền thôi à. Bây giờ trời ơi, chẳng những thức ăn nó đòi tính tiền và hành lý nó cũng tính tiền nè, rồi mà thức ăn thì không còn có gì hết, có cái cracker với cheese không à, nghĩa là bánh 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 lạc với cheese, rồi rượu mình phải mua hết, chán như sợ. Cho nên ăn là bậy bạ trong phi trường, ăn ba cái bánh lạc thì về tới nhà cái bụng nó khó chịu cũng chứ. Hồi tối mệt quá không có nấu nướng gì ăn hết, ngủ luôn. Nhớ mấy con gà lôi quá rồi, không biết thấy nó đâu rồi. Không thấy nó đâu hết. Ok, về tới nhà chắc bạn ơi, chút chiều mình rảnh rỗi lên tán tiếp. Bye. Xin chào các bạn. Buổi chiều 7 giờ tối rồi. Mới ăn cơm xong nên mình muốn đi bộ một chút. Lúc nãy đi chợ về rồi cái nấu ăn cho thằng con với con gái xong rồi lại lười biếng quá, nằm xuống ngủ một giấc, vẫn còn jet lag, ngủ cho tới tăng tới dậy, thức dậy ăn, rồi bây giờ muốn đi tham quan vùng xóm nhỏ của mình. Nhìn bầu trời Cali giờ rất là mát mẻ, không có một cái mây nữa. Bây giờ mình sẽ đi bộ chút đỉnh cho nó tiêu xong rồi về ngủ. Có thể upload cái video này cho các bạn xem nha. Chiều nắng. À, mấy cái cây này vẫn chưa mọc hoa hay là nó đã mọc rồi ta? Nó thường thường nó nở bông hồng đẹp lắm, chưa như chưa nở. Trên đồi cỏ bị cháy hết rồi hả? Nhìn thấy không có hấp dẫn như bên Canada gì hết. Mình đi chút bộ chút đỉnh coi thử coi cái cây bông hướng dương nó còn tồn tại không hay là những người nào đã hái rồi. Mình nghĩ chắc bông đã héo rồi. Về ăn miếng cơm sao thấy ngon ngon miệng, ăn nhiều thêm chén giờ no bụng quá, than nữa đi. Than chút đỉnh thôi các bạn ơi, no cũng than, đói cũng than. Cây này táo trái không có tốt lắm, tại vì thường thường mấy cây táo này không có take care, cũng như là mình không có như vườn táo ấy, thì người ta take care, người ta cắt bớt mấy cái trái hư cái này nọ, người ta trồng này không ai ăn hết á, mặt trái. Ôi. Mấy bữa ở Canada đi bộ dữ dễ sợ luôn, tại vì phải bắt buộc phải đi
đi vòng vòng shopping rồi đi tìm chỗ rồi đi đi hiking around cái lake, đi dữ lắm. Bây giờ giờ đây đi mình đi sao thấy quẩy quẩy quá vậy? Ngày mai bắt đầu phải trở lại bình thường, đi đi bộ nhiều lên và ráng dạy con gái lái xe lại nữa cho nó đi thi, chứ cho nó xong chuyện đó. Trời, hơn 7 giờ rồi mà nắng quá trời, hên là nó không có nóng. Ui, đi bộ giá cái bụng bự đi mệt quá. Bữa nay ăn 2 chén rưỡi. Cơm với vịt quay. Không tốt lắm nhưng mà tại vì lúc nãy em gái qua mang qua thịt quay coi cho má nên ăn ké luôn. Đường vắng vắng và cỏ vắng vàng. Công nhận nhiệt độ bên đây mát hơn bên Ottawa nhiều nha, ngộ thiệt. Bên nó lên tới 80 mấy, mà ở đây bây giờ mình đang lên ban ngày lên có 70 à. Bây giờ thì quá mát luôn. Sắp tới cái cây hoa hướng dương này mình biết còn không nữa ta. Chiều thứ bảy bà con giờ này thì đi đâu không tiêu không biết. Đi mấy cái chỗ ồn ào cũng cũng vui mà cũng mệt, nhất là hôm mà Canada Day đó, trời ơi, đi đến cái square đó quá trời đông người luôn, đứng chờ phóng pháo bông mệt thiệt á. Ôi trời, không ai phá nhưng mà bông nó đã héo hết rồi, hết đẹp rồi. Ê, về qua coi nó chút coi, có thể mình lấy cái hộp nó về mình trồng, mình bỏ phân chắc cái hoa nó to hơn. Đi băng qua đường đây. Nhìn cái bảng stop sign không giống như cái chữ Pháp arrêt, đọc sao cũng không biết. Arrêt thì quên mất rồi. Không còn cái bông nào hết, còn cái hạt nữa không. Cái hạt nó to chơi khô chưa. Có cái hạt nó đó, cái này héo hết rồi. Có cái hoa này là to nhất á, để mình lấy một vài thử một một hạt coi. Ê, come on. Rồi cái lá nó gai không à? Hằng nhỏ xíu à. Ngoài chợ bán cái hoa hướng dương cái hạt nó to hơn nhiều. Anyway, that's it. Ok, thôi giờ mình đi bộ. Mình tạm thời ngưng cái vlog ngắn này hôm nay, tại vì cũng quẩy quẩy quá. Thôi mình đi bộ chút exercise rồi về ngủ. Chúc các bạn chủ nhật vui vẻ. Bye bye.